Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Mẹo Nhanh 247. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tải cũng như là đăng nhập vào trong cái game Liên Quân Đài Loan này ở trên điện thoại Android nhé. Hiện tại thì mình đã tải cái game này sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ xóa game đi và hướng dẫn các bạn cách để mà tải cái game này lại từ đầu. Rồi, đã gỡ cái đặt game Liên Quân Đài Loan nhé. Thì để mà tải được game này, đầu tiên các bạn sẽ lên trên cửa hàng Google Play. Thì nếu như mà là cửa hàng Google Play của bên Việt Nam ấy, thì các bạn gõ là Liên Quân Mobile thì nó sẽ không ra nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải vào phần tìm kiếm này. Các bạn gõ cho mình từ khóa tên là VPN dấu cách Taiwan. VPN Taiwan, các bạn bấm vào. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ tải cho mình một cái ứng dụng nào có thể là fake IP được qua bên Taiwan nhé. Thì ở đây thì nó có nhiều cái app này. Thì các bạn tải cho mình cái app nó có hơn 5.000 lượt tải xuống này. Cái app này nó nặng 15 MB nhé. VPN Taiwan User Taiwan IP. Đó, các bạn tải đúng cho mình cái app này. Hoặc là các bạn có thể là tải những app khác cũng được nhé. Bên trên này thì có một cái app hơn 50.000 lượt tải xuống, nhưng mà mình dùng cái app này thì không được. Cho nên là mình sẽ dùng cái app 5.000 lượt tải xuống này. Mình sẽ bấm vào. Rồi, đúng cái app này và mình sẽ bấm vào cài đặt. Ở đây đấy thì nếu như mà các bạn dùng cái app nhưng mình hướng dẫn không được thì các bạn có thể là dùng cái app khác để mà bật VPN qua bên Taiwan nhé. Rồi, sau khi mà mình tải xong ứng dụng này rồi thì mình sẽ thoát ra ngoài. Mình đóng hết tất cả lại. Thì đây là cái app Taiwan VPN mà mình vừa mới tải về nhé. Bây giờ mình sẽ bấm vào nó. Ở đây các bạn sẽ bấm vào phần Accept and Continue. Rồi các bạn bấm vào. Rồi tiếp theo các bạn sẽ bấm vào phần Click không, các bạn sẽ bấm vào cái phần Select Server này, các bạn bấm vào Select Server. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là Taiwan 1 hoặc là Taiwan 2 cũng được nhé, tùy vào các bạn. Nếu mà Taiwan 1 bị lỗi thì các bạn dùng Taiwan 2. Các bạn bấm Taiwan 1. Rồi các bạn bấm vào phần Click to Connect. Sao bé đập lại lắm mà nghe không? Nó hiện ra quảng cáo nhé. Học phấn gì mà bên trong trống rỗng không có tiếng phấn gì hết. Rồi, bí mật nằm ở đây, bấm vào bỏ qua quảng cáo này. Em này chính là một học phấn mái hồng bề ngoài xinh xắn. Đóng nó lại. Rồi sau khi mà đóng quảng cáo lại, các bạn sẽ bấm chữ OK này nhé. Yêu cầu kết nối, các bạn bấm vào OK. Rồi nó đang connect. Rồi và hiện tại là mình đã thấy cái VPN này đã được bật thành công rồi nhé. Mình thoát ra ngoài này. Các bạn để ý cho mình là cái bên trên này nó có cái chìa khóa giống như kiểu của mình. Hoặc là nó hiện lên cái chữ VPN là chúng ta đã bật VPN thành công rồi đó. Đó. Rồi thì khi mà các bạn bật VPN thành công rồi thì các bạn sẽ vào phần cài đặt của máy. Các bạn kiếm cho mình đến cái mục đó chính là ứng dụng. Bấm vào ứng dụng. Các bạn kéo xuống. Các bạn tìm cho mình đến phần cửa hàng Google Play. Rồi ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống nhé. Các bạn sẽ chọn vào cái phần lưu trữ. Máy Samsung này của mình thì nó hiện lên phần lưu trữ nhé. Còn trên một số dòng máy Android khác thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần bộ nhớ, hoặc là dữ liệu, hoặc là dung lượng. Rồi ở đây thì mình là máy của mình thì mình sẽ nhấp vào lưu trữ. Rồi thì các bạn sẽ thấy cái phần đó chính là xóa dữ liệu. Ở đây các bạn bấm vào xóa dữ liệu. Các bạn bấm vào xóa. Rồi thì các bạn chỉ cần biết các bạn xóa dữ liệu của cửa hàng Google Play là được rồi. Cái việc xóa dữ liệu này nó không ảnh hưởng gì đến những cái ứng dụng khác đâu nha. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Rồi khi mà xóa dữ liệu xong, các bạn thoát ra ngoài. Khi mà xóa dữ liệu xong thoát ra ngoài, các bạn nào mà máy yếu, các bạn chờ cho mình một phút, các bạn hãy bấm vào trong cửa hàng Google Play. Còn bạn nào mà máy mạnh thì các bạn chỉ cần chờ khoảng 15 giây là các bạn có thể là bấm vào được rồi. Đây bây giờ mình có thể là bấm vào được rồi. Đừng có làm nhanh quá nhé, làm nhanh quá mất công nó bị lỗi đấy. Google Play của chúng ta đang tải dữ liệu nha. Rồi, thì khi mà các bạn vào đây thì các bạn có thể lấy là cái game PUBG Mobile này, nó đã được khác rồi. Đó, cũng như là game của chúng ta thì đã được sang game của nước ngoài hết rồi. Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần gõ từ khóa là Liên Quân. Các bạn cứ gõ Liên Quân như bình thường đi, Liên Quân Mobile. Hoặc là gõ Garena cũng được. Thì nó sẽ hiện lên cái bản là Liên Quân của bên Đài Loan nhé, các bạn nhấp vào. Bây giờ các bạn chỉ việc bấm vào chữ cài đặt để mà cài đặt game thôi. Rồi, và trường hợp nếu như mà các bạn tìm giống như mình mà nó không hiện ra game là do máy của các bạn nó bị kén VPN nhé. Trường hợp nếu như mà máy mà nó bị kén VPN mà nó không tìm game thì các bạn thoát ra ngoài. Các bạn thoát ra. Các bạn thoát ra. Các bạn bấm vào tài khoản Google. Các bạn bấm vào mũi tên đây. Và các bạn tiến hành chuyển qua cho mình một cái tài khoản Google phụ. Đây máy mình là có hai tài khoản Google nhé. Mình sẽ chuyển qua tài khoản Google khác. Đó, đối với lại những máy kén VPN
thì chúng ta chỉ cần đổi tài khoản Google là sẽ tìm cái game. Các bạn cứ đổi qua đổi lại tài khoản Google là tìm cái game. Bấm vào Liên Quân Mobile này. Rồi, và nó sẽ tìm cái game nhé. Các bạn bấm vào và các bạn cài đặt. Trường hợp mà các bạn đã đổi tài khoản Google rồi mà các bạn vẫn không tìm cái game thì các bạn sẽ tiến hành đó chính là đổi cho mình qua một cái app VPN khác. Nó có thể là bật VPN được qua Taiwan ấy, các bạn đổi sang một cái app VPN khác. Sau đó thì các bạn làm lại theo hướng dẫn của mình thì sẽ được nhé. Và nếu như mà các bạn đã đổi cái app VPN khác rồi mà các bạn chuyển vùng vẫn không thành công thì các bạn hãy đăng xuất hết cái tài khoản Google của các bạn ở trong máy ra. Sau đó thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái tài khoản Google mới tinh. Và sau đó thì các bạn chuyển vùng lại theo hướng dẫn là sẽ được nha. Đó, đó video này mình hướng dẫn rất là chi tiết luôn đấy. Các bạn bấm một cài đặt. Bạn nào mà làm theo mà các bạn không chịu xem kỹ mà các bạn làm theo thì các bạn ráng chịu nhá. Ở đây là mình đã hướng dẫn kỹ hết sức có thể của mình rồi đó. Thì đây các bạn thấy là cái game của mình đã tải được 0%. Cái game này thì khi mà chúng ta tải thì các bạn thấy nó tải lâu quá. Các bạn có thể là bấm vào đa nhiệm này. Các bạn bấm qua đây. Các bạn bấm vào cái phần connecting này để tắt nó đi. Rồi sau đó các bạn quay lại vào cái phần app của chúng ta. Rồi và hiện tại thì cái game của mình đây nó đã tải được 7% rồi. Thì ở đây mình có một số lưu ý với các bạn nhé. Khi mà các bạn tải nó kêu là tải qua wifi hay là tải qua bất kỳ mạng nào ấy thì các bạn phải nhấp vào tải qua bất kỳ mạng nào thì mới nó mới cho tải nhé. Và nếu như mà nó có hiện lên cái phần chọn phương thức thanh toán thì các bạn nhấp vào cái chữ bỏ qua là sẽ được nhé. Rồi thì bây giờ tải game xong rồi thì các bạn lưu ý nhé, các bạn phải bật VPN thì mới có thể là vào được game. Đối với lại cái game Liên Quân Đài Loan này thì cái lần đầu tiên mà các bạn đăng nhập thì các bạn phải bật VPN sang Taiwan nhé. Các bạn bấm lại vào cái app VPN mà mình vừa mới chỉ các bạn, rồi các bạn sẽ tiến hành. Đây Taiwan 1 này nó vẫn còn lưu này, các bạn bật nó lên. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm vào bỏ qua quảng cáo nhé, đóng nó lại này. Thì cái VPN của mình đây nó đã connect thành công này, đã bật màu xanh rồi, đã có chìa khóa rồi. Sau đó mình thoát ra, mình vào cái game này của chúng ta. Đây, đó, Liên Quân Đài Loan. Cái này chỉ có lần đầu các bạn đăng nhập thì các bạn mới cần phải bật VPN đấy nha. Còn những cái lần tiếp theo thì không cần phải bật VPN. Các bạn vẫn có thể chơi một cách bình thường. Đó, nhớ giúp mình nhé là phải bật VPN thì chúng ta mới có thể là vào game được cái lần đầu ấy. Được rồi, khi mà tải xong dữ liệu thì chúng ta có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc là Garena. Mình sẽ tiến hành đăng nhập bằng Facebook nhé. Các bạn thích đăng nhập bằng Garena thì các bạn dùng Garena thôi. Mình dùng Facebook để đăng nhập. Rồi, cho phép thử thông báo thì các bạn sẽ bấm vào chữ cho phép nhé. Hoặc là không cho phép tùy các bạn. Rồi, ở đây thì chọn server nhé. Mình sẽ chọn vào server 2 luôn. Bấm bắt đầu chơi. Rồi, mình sẽ chọn vào cái nhân vật là Pháp Sư luôn nhé. Đây, Pháp Sư này có thể là đổ tướng ấy. Đó. Rồi, cái này là nick của mình, nick mới. Mình sẽ chọn là Pháp Sư. Được rồi, thì các bạn có thể thấy là game của chúng ta đây, nó có ngôn ngữ là tiếng Đài Loan nhé. Các bạn có thể là không hiểu ngôn ngữ trò chơi thì có thể là các bạn lên Google dịch cũng được. Được rồi, mình sẽ đánh con lính này. Đó, thì hiện tại là cái ảnh này của mình ấy, ngày trước là mình cũng đã tạo để hướng dẫn các bạn cách tải cũng như đăng nhập rồi, cho nên là nó có tên sẵn rồi nhé. Bạn nào mà chưa từng đăng nhập vào cái game Liên Quân Đài Loan này thì sẽ phải tạo tên nhân vật. Rồi khi mà các bạn chơi xong cái hướng dẫn cơ bản thì các bạn có thể là chơi chính, đánh chính được luôn nhé. Rồi và trong video này mình hướng dẫn các bạn cách tải cũng như đăng nhập vào trong game này. Các bạn thích video này của mình, các bạn nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho kênh Mẹo Nhanh 247 này của mình. Rồi, mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Mẹo Nhanh 247. Tạm biệt các bạn.